Hello, xin chào tất cả các em nha, lại là, là thầy Duy đây Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series chữa đề lý thuyết trên rất vật lý physics Được chưa? Với đề lý thuyết số 9 thi vào ngày hôm qua Ok ha, chúng ta bắt đầu với câu số 1 luôn Hạt nhân x1735 có Ok chưa? Chúng ta biết số ở dưới này trong hạt nhân thì nó chính là số proton À, số proton Ok, và số ở trên này chính là số... Ờ... Uh, tổng số hạt tham gia vào cấu tạo hạt nhân đó là tham gia vào cấu trúc hạt nhân thì đây gọi là số nút lông ha đây là tổng số hạt được chưa? thì để có được số nơ trong đó thì chúng ta lấy số ở trên trừ số ở dưới là chúng ta sẽ có được là à, 18 nơ trong được chưa? 18 nơ trong Ok vậy như vậy chúng ta sẽ có là 18 nơ trong 35 nút lông thì vậy chúng ta chọn đáp án là câu A ha 35 nút lông mà lá bán chính xác. Câu số 2 quang điện trở là một linh kiện điện tử hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong, được chưa? Đó ở cái nhiệt, ở cái điều kiện bình thường đó, thì cái chất bán dẫn của mình đó, nó không có không có dẫn điện tốt đúng không à? Tại vì cái electron dẫn và lỗ trống nó hoàn toàn liên kết với nhau mọi người ha, đó, nó, nó nó đang liên kết với nhau một cách rất là chặt và nó không có những hạt tải điện tự do, cho nên là tính dẫn điện của nó rất là kém thì khi mà kích thích bởi bức xạ có bước sóng thích hợp để cho gây ra hiện tượng quang điện trong các e trong dẫn bắt đầu bứt ra khỏi liên kết và để lại một lỗ trống thì số hạt tải điện đó mà của cái chất bán dẫn đó, nó tăng lên đột ngột và nó sẽ dẫn điện tốt hơn ok chưa đó thì có nghĩa là điện trở nó kém lên nó kém bớt đó mà nó nó bị giảm đi ha à, đó là hiện tượng quang điện trong câu số 3. con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ a thì có cơ năng là bao nhiêu cơ năng của nó chính là 1 phần 2 k bình và đây cũng là công thức gốc của cơ năng con lắc lò xo khi nói khi để nhận xét về con lắc lò xo đó đúng không ạ để nhận xét về năng lượng của con lắc lò xo đó thì người ta phải nói là nó tỷ lệ với độ cứng ca và bình phương biên độ được chưa ngoài ra không có phụ thuộc cái gì khác ha? ngoài ra không phụ thuộc cái gì khác hết được chưa không thể dùng những công thức suy ra để chúng ta nhận xét phải dùng công thức gốc để nhận xét câu số 4 chọn câu đúng nhất điều kiện để có dòng điện, ok chưa? Là có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn là chính xác mọi người ha. Không cần nguồn điện mọi người, chỉ cần một cái độ chênh thế đặt vào hai đầu một cái môi trường mà có nhiều hạt tải điện, được chưa? Ở trong đó là vật dẫn mọi người, vật dẫn là có nhiều hạt tải điện nè, nhiều hạt tải điện, đúng không ạ? À? Nhiều hạt tải điện mà nó còn có độ chênh thế nữa thì các electron nó sẽ đổ về đúng không ạ? À? Nó sẽ về đổ về nơi có điện thế cao và nó tạo ra dòng điện dòng điện trong chất vật trong cái vật dẫn đó. Câu số 5. Cho dao động tắt dần biên độ của dao động của con lắc giảm dần theo thời gian được chưa? Giảm dần theo thời gian theo quy luật hàm mũ ha. Ở câu số 6. Cho dao động LC lý tưởng đại lượng 1 phần 2 bi căn LC thì được gọi là tần số dao động riêng của mạch ha. Đây là tần số dao động riêng của mạch có nghĩa là bản chất của cái mạch LC đó. Ok chưa? Ở thì khi mà chúng ta cưỡng bức nó với một cái hiệu điện thế U với một cái tần số với một cái tốc độ góc là omega đó, đó không ạ? Đó thì chỉ cần cái omega đó mà nó thỏa mãn là nó bằng đúng omega riêng của cái mạch LC này thì sẽ ra hiện tượng cộng hưởng điện mọi người ha. Câu số 7. Một sóng cơ có tần số là f truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ là V và bước sóng lambda, hệ thức đúng là cái gì? chúng ta biết là vận tốc truyền sóng nó sẽ bằng đi cho quãng đường truyền sóng trên cho khoảng thời gian để truyền được quãng đường đó là t Đúng không? lambda chia t thực chất là lambda nhân f thôi chúng ta chọn đáp án là câu b câu số 8. trong máy phát điện xoay chiều một pha nếu rotor có phê cập cực và quay với tốc là tốc độ là n vòng trên phút thì tần số của dòng điện phát ra là bao nhiêu thì chúng ta biết là tần số dòng điện đó mà chính là số vòng quay của một cực đó là số vòng quay một cực bây giờ có phê cập cực đó mà phê cặp cực thì à, đúng mà số vòng vòng dây của một cặp cực ha còn này là phê cặp cực thì nhân cho phê thôi nhưng chúng ta phải chia lại cho 60 để đổi qua uh, đơn vị là hết được chưa đó phải chia cho 60 tại vì đây là vòng chinh phúc ok chưa câu số 9 công thức liên hệ giữa giới hạn quan điện công thoát a của kim loại hằng số phờ lăng h và tốc độ trong chân không là gì chúng ta biết công thoát kim loại nó sẽ bằng để cho HC chia cho lambda 0 là giới hạn quang điện được chưa? Chúng ta chuyển với được đáp án của mình sẽ là câu A là chính xác. Câu số 10, ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng là 0,5 micromet, tức là lambda này là lambda phát quang được chưa? Đó. Thì chúng ta luôn luôn nhớ một cái bức bước phản bước đẳng thức đúng không ạ? là ánh sáng kích thích luôn luôn mạnh hơn ánh sáng phát quang cho nên là bước sóng của nó sẽ nhỏ hơn bước sóng phát quang. Thì chúng ta chọn đáp án là câu à, D là không được đúng không ạ? D là không được. 0,6 không bao giờ mà nhỏ hơn 0,5 được. Còn 0.2, 0, ,2, 0, 0 thì nhỏ hơn 0.5 là ok. Câu số 11, một chất phóng xạ ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là T, lượng hạt nhân của một chất phóng xạ chưa phân rã ở thời điểm T, chưa phân rã tức là còn lại, ok chưa? Cái cụm từ chưa phân rã tức là còn lại. Mọi người cứ tưởng tượng là có à, N0 bà mẹ đang à, chuyển dạ, chuẩn bị đẻ đúng không ạ? À? Sau một khoảng thời gian T thì số mẹ còn lại ha, số mẹ còn lại chưa đẻ đó là N, là chưa bị phân rã là N. Còn số mẹ đã đẻ ha đã đã đẻ có nghĩa là đã bị phân rã đó, đã phân rã. Được chưa? Thì là gọi là delta n thì tổng hai cái này luôn luôn bằng n0 là số mẹ à, chuyển dạ ha. Chúng ta chọn đáp án là câu C mọi người ha. Số hạt còn lại sẽ tuân theo quy luật là n0 nhân cho hai mũ trừ t nhỏ chia t lớn. Được chưa? Câu số 12 gọi N1 và N2 là số vòng của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp lý tưởng. Được chưa? Đối với máy biến áp lý tưởng chúng ta nhớ là N2 chia cho N1 sẽ bằng đúng U2 đem phệt để cho U1. Được chưa? Đem phệt để cho U1. Thì chúng ta có ngay đáp án của mình là câu C là chính xác. Câu số 13 gọi lambda chàm, lambda cam, lambda lục, lambda vàng là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng lambda mọi người ha. Lambda của bức xạ càng yếu thì càng dài, được chưa? Lambda của bức xạ càng yếu thì càng dài. Ở đây chúng ta có màu vàng là yếu nhất, đúng không ạ? Cho nên lambda của màu vàng à lòng màu cam là yếu nhất thì màu lambda của màu cam sẽ dài nhất. Và lambda của màu chàm sẽ Ừ... Sẽ, sẽ 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 ngắn nhất. Chúng ta loại những đáp án này đi. Được chưa? Tiếp theo là giữa màu vàng và màu lam thì màu lam nó màu lủng giữa màu vàng và màu, màu lục thì màu lục nó mạnh hơn nên là lambda của nó nhỏ hơn chúng ta chọn đáp án là câu d à, chọn đáp án là câu d câu 14. trong quá trình lan truyền của sóng cơ hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau thì có vị trí cân bằng cách nhau một khoảng ngắn nhất là bao nhiêu là chưa bây giờ ngược pha nhau thì bậc của nó có nghĩa là số đứng trước lambda đó đúng không ạ à? bậc của nó phải là số bán nguyên Giờ bậc của nó là số bán nguyên tức là cách nhau một khoảng ngắn nhất là một nửa bước sóng ha. À, 0,5 là số bán nguyên nhỏ nhất. Ok chưa? Lớn hơn 0. Câu số 15. Một đoạn dây dẫn có chiều dài L có cường độ dòng điện Y chạy qua được đặt vuông góc với đường sức từ. Tức là góc alpha của mình là bằng à, 90 độ chưa? Của một từ dạng đều có cảm ứng từ B độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn được tính bằng công thức nào? F của mình đúng không à? Tác dụng lên đoạn dây IL thông qua cái từ trường có cảm ứng từ là B thì nhân thêm cho sin alpha là góc hợp bởi hàng đó. Góc hợp bởi hàng đó đang là 90 độ, sin 90 độ là bằng 1. Cho nên thằng này nó chỉ là ILB mà thôi. Cho nó bán là câu C. Câu 16 đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Một điện áp xoay chiều là U bằng U0 cos omega T với U0 là không đổi. Omega là thay đổi được thay đổi omega df hiệu dụng hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng với hai đầu đoạn mạch được chưa để cho ur của mình là bằng u của mạch đó thì chính xác chỗ đó là ur mắc đó mọi người ha ur mắc là bằng đúng u của mạch đó thì đây trong mạch đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện ok chưa đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện mà cộng hưởng điện thì omega của mình là bằng đúng omega riêng là bằng một phần căn lc câu số 17 bảy Sóng điện từ là sóng gì? Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không mọi người ha. Đây là sóng ngang điện từ có hai vector E và B vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng, là sóng ngang được chưa? Câu 18, chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng không phụ thuộc vào bản chất, không phụ thuộc vào bản chất, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Chúng ta chọn đáp án là câu C. Câu số 19, thực nghiệm thí nghiệm thực hiện thí nghiệm don và về giao thoa ánh sáng để có thể dễ dàng đo được khoảng vân ta có thể làm gì ra để đo được khoảng vân thì chúng ta chúng ta nhìn ha y của mình sẽ bằng lambda d chia a để cho để để đo được khoảng vân có nghĩa là để thấy để rõ được nó đó thì chúng ta sẽ tăng cái gì à, tăng cái khoảng cách giữa hai khe đến màn lên đúng không ạ à? tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát đúng không ạ? À? chọn đoán là câu C. thì chúng ta đi khi mà chúng ta đi xa ra vậy đó thì mặc dù cái cường độ sáng nó giảm xuống tuy nhiên thì cái khoảng cách giữa hai khe khoảng cách khoảng vân đó, nó sẽ nở ra. thì khi mà khoảng vân nở ra thì chúng ta dễ thấy hơn chúng ta dễ đo hơn. ok chưa đó. và khi mà đo được khoảng vân đo được khoảng cách đúng không ạ? À? D, đo được A thì chúng ta dễ dàng ha. À, chúng ta dễ dàng sao, chúng ta dễ dàng um, tính được lambda. Câu số 20, trong thực hiện trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, bước sóng lambda, quỷ tích các điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng bước sóng là bao nhiêu? Ok chưa? Quỷ tích các điểm có hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng bước sóng. Ừ. Chúng ta chúng ta có gì? D1 D2 bằng đúng 1 lambda thì đây là cực đại giao thoa đúng không ạ cực đại giao thoa và cực này này là cực đại bậc 1 cực đại bậc 1 sẽ gần đường trung trực nhất Vậy cực đại liền kề trung trực của đoạn thẳng nói hai nguồn ừ. ok chính xác là câu b ha rồi ok như vậy là thầy đã giải xong đề lý thuyết số 9. ok chưa nếu các em thấy hay thì hãy theo dõi youtube của thầy hoặc là ừ, nếu được thì cho thầy một like đó mà để có động lực làm những video lý thuyết Tiếp theo, chúc các bạn ôn tập thật tốt uh, môn vật lý và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp cho học phổ thông năm 2023. Bye bye, hẹn gặp lại ở đề số 10. See you again.